kịp được. Bởi vì sao? Từ Hà Nội chạy lên Yên Bái mất mẹ 3 tiếng đồng hồ rồi, mà mưa bão như thế, mà đêm nó về đột xuất cơ mà, nó có phải về giữa trưa nó về đâu mà chạy lên. Thế lên thì đã nghe thấy, đã được thông tin là đã được đón ra rồi. Đúng rồi, đã được đón ra rồi thì yên tâm rồi. Thì mình làm việc khác, mình làm cái việc là gì? Mình đi gom đồ, mình đi gom thực phẩm, mình gửi lên cho các cô, các bác bị mắc kẹt ở trong đấy, bây giờ vẫn bị chửi. Vẫn bảo là bây giờ là bố mẹ bị như thế, không lo cho bố mẹ, thế bây giờ phải lo như nào? Thế giờ mưa bão là cứ bảo ông bà, là ông bà cứ làm yên đấy. Theo như mọi người là phải Phú Lê phải gọi điện lên mà, ông bà cứ làm in ở đấy nhá, cứ đứng đù ở cái lóc nhà đấy, chói ở đấy, chờ con lên để con cứu ông bà ra. Còn nếu con mà không lên bây giờ là cả nước người ta chửi con à. Thế như thế thì theo ông bà như thế mới vừa ý à, mới vừa lòng công các bà. Còn bây giờ hàng xóm láng giềng người ta đưa ra thì bây giờ quay ra chửi, bảo là thằng Phú là không lo cho bố mẹ, không về đưa bố mẹ ra, mới không giúp gì bố mẹ, khổ thế chứ lại. Thế bây giờ phải làm như nào? Làm nào để vừa lòng các anh các chị? Alo Kiều Dè, bởi vì đấy cứ điên tiết lên đây. Tao làm màu nhưng tao bỏ tiền túi ra, tao đéo lấy tiền của mày để tao làm màu. Tao chỉ sợ nhất như này, mày muốn làm màu mà không có tiền, mày ngồi mày gõ phím thôi. Tao làm màu đây này, hiện tại tao làm màu đấy, nhưng tao bỏ tiền. Cái đồng tiền tao kiếm từ mồ hôi xương máu ra, tao nhặt từng cái chai dầu 50.000, 100.000 để tao đi làm màu đấy mày ạ. Thằng nào bảo tao làm màu đây? Đây, thằng nào? Đây, đâu rồi nhỉ? Đây đây đây, cái thằng cái gì Duy cái gì đây. Thế bây giờ theo mày thì bây giờ làm màu là tao phải lấy tiền của mày, hoặc là tao lấy tiền của người khác tao đi tao làm màu cơ. Nhưng mà tao tiền, tao bỏ tiền túi ra để tao đi làm màu đấy mày ạ. Ở đây ấy, nói thật với mọi người, không biết làm mà cho vừa lòng. Bây giờ bố mẹ thì bị cũng ở trong cái vùng lũ đấy, thì gọi điện lên thì các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ở trong cái vùng lũ đấy đưa ra ngoài rồi. Thế vậy là được rồi, là cảm ơn rồi. Thế bây giờ bắt là cứ mưa bão là cứ chói ông bà đấy. Theo mọi người là bây giờ là mưa bão, thì bây giờ ông bà phải nằm im ở trong nhà đấy, chờ, chờ bao giờ thằng Phú Lê nó lên để nó đưa ra ngoài. Thì đấy mới là chuẩn, đấy mới là con có hiếu à. Bây giờ thằng Phú Lê nó biết là bão lên rồi, nó cũng sốt ruột rồi, nó gọi lên rồi. Gọi lên thì đã được đưa ra ngoài rồi. Bây giờ cứ quay ra bảo là mày không lo cho bố mẹ mày, mày đi lo ở đâu ý. Thế bây giờ như này này, mưa bão như thế, tôi nói thật như này này, mưa bão như thế thì hàng xóm láng giềng nhà tôi cũng ngày xưa tôi mưa bão tôi biết mà, hàng xóm láng giềng chạy sang nhà ai còn là đưa nhau ra. Bây giờ lên cứ bảo là đấy, thằng Phú là không bao giờ lo cho bố mẹ, để bố mẹ ở nhà cho hàng xóm lo, xong đi lo cho người khác. Tại vì như này này, chở cái xe hàng về thì đáng ra là phải chở thẳng về xóm bụi, nhưng chở làm sao được, mưa bão ngập bốn đầu người ấy. Mẹ mày, tôi nói thật, các bà đi cứu trợ mà không để người ta đi cứu mình thế này, muốn lúc đấy mà muốn đi phát đồ ra ngoài đường không phải đi được đâu. Bởi vì sao? Đi là phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Bởi vì ra đấy mà mình chết ngoéo, mình bị lũ cuốn thì người ta còn bị phạt, người ta còn bị khiển trách, người ta còn bị mắng vì không quản lý được người dân. Thế bây giờ là đi đến đấy rồi, đã đi ra xem rồi, bố mẹ đã lên thuyền, đã lên nhà ngon lành rồi, thì thôi, thì mình lại đi làm những cái việc khác. Mình đi gom đồ, mình đi gom thực phẩm, những cái chỗ nào khổ thì mình đưa ra. Thế thế thôi. Mà bây giờ lên là bảo là chưa, nhà em ở đúng cái chỗ bị lũ nhiều nhất, chị Thanh Huyền ạ. Nhà bị đúng ở cái chỗ lỗ lụt nhiều nhất. Thì bây giờ là cứ lên trách là thằng Phú là không về lo cho bố mẹ, không đưa bố mẹ ra, lũ thì lũ về đêm. Nó có báo trước với mình là một tuần là có lũ đâu để mà đón bố mẹ xuống Hà Nội đâu. Thực ra là nó có báo trước, nhưng mọi năm nó cũng có lũ, mọi người hiểu chưa? Nhưng mà nó chỉ có đến đầu gối thôi. Thì nhà Phú Lê là đã cao rồi, xây nhà đã cao hơn cả đầu gối rồi. Thì bảo là nó như lũ mọi năm ấy, thì bà con tất cả đều chủ quan mà, nó chỉ là đến đầu gối thôi. Thì năm nay nó cũng nghĩ, bởi vì cái xóm bụi đấy năm nào chẳng bị lũ, năm nào cũng bị lũ, nhưng nó chỉ đến đầu gối thôi. Nhưng chưa một năm nào, lâu lắm rồi, bao nhiêu năm nay đùng một phát nó về như thế, đỡ làm sao kịp được. Đỡ làm sao kịp được thì phải nhờ hàng xóm, nhờ láng giềng ở đấy chứ. Thế không nhẽ bây giờ theo công các bà ấy là phải bão về lũ như thế, cứ bắt ông Khương chói ở cột điện ấy, bảo bà Khay mới chói ở đấy, là chờ thằng Phú phải chạy từ Hà Nội lên, mày lên mày cứu bố mẹ mày ra, thì đấy mới là có hiếu à. Thế thì hàng xóm láng giềng để làm cái gì, đúng không? Cho nên là mọi người trách nó không phải đúng thì thôi. Tôi nói thật như này này, toàn vào đây là toàn cái bọn gọi là ngứa mồm bảo chứ không, Phú là không thương bố mẹ, không lo cho bố mẹ, nên là bão lũ như thế không về lo cho bố mẹ. Thế là tôi hỏi các ông các bà như này này, thế mỗi lần gọi cho bố ơi mẹ ơi, bố có làm sao, mẹ không làm sao, lại phải live stream là đây anh em ơi, tôi đang gọi cho bố mẹ tôi đây, bố mẹ tôi đang bình thường, đang rất khỏe và được ra ngoài rồi. Thế thì theo mọi người như thế, còn như thế mới là đúng à? Hay là phải gọi cho bố mẹ này, người ta đêm hôm kể cả lửa đêm cũng gọi rồi, sáng ra gọi rồi, chiều gọi rồi, và khi chở một xe hàng 2,5 tấn đấy, việc đầu tiên là chở thẳng ra chỗ bà Khay rồi.
đón bà Khai ra, hỏi bà ơi bà làm sao không, thì bà bảo con ơi mẹ bình thường không sao cả con ạ, con cứ đi lo cho bà con đi, mẹ ở đây bây giờ đang ở ở khách sạn rồi, các cô các bác đón mẹ ra khách sạn rồi, ở khách sạn rồi, yên tâm rồi, bố đi ra bệnh viện rồi, con cứ yên tâm, con đi lo cho mọi người đi. Thế thì còn như thế còn như nào nữa. Thế bây giờ không lẽ cứ mỗi lần gọi cho mẹ lại ở đây bật live stream lên ở mẹ, thế tình hình mẹ nước lút lũ đến đâu, mẹ không cần phải làm như thế. Còn hàng xóm láng giềng người ta đưa ra rồi, biết rồi, đã cảm ơn rồi, bây giờ cứ lên trách, cứ bảo là đấy không lo cho bố mẹ. Thế bây giờ theo các ông bà là nghe thấy lũ phát là về nhà làm đúng một tuần chờ ở nhà, mà trông con nhỏ, con đang bế kia, đang bế con nhỏ, đang bế con nhỏ. Thế xong bây giờ đi làm mang lên trên đấy, bây giờ đi thì lại bảo vào là phông bạt ít thôi, ý là không lo cho bố mẹ cứ đi phông bạt. Khi nào chúng mày bỏ tiền túi ra chúng mày làm phông bạt như vợ chồng tao đi, chúng mày hãy chửi nhá. Khi nào chúng mày bỏ tiền túi ra chúng mày đi làm phông bạt, đi làm được phông bạt như thế chúng mày hãy chửi. Không biết đâu mà chiều. Bây giờ mưa lũ hàng xóm láng giềng thì phải giúp nhau chứ. Hàng xóm láng giềng giúp nhau đưa nhau ra có thế thôi mà. Ngày lão lên trách mọi người ạ. Ngày lão lên trách. Ngày lão bảo là không lo cho bố mẹ, để người để phải nhờ đến hàng xóm đưa ra. Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Đúng không mọi người? Bán anh em xa mua láng giềng gần. Bây giờ tất cả mọi việc bố mẹ, như nhà tôi ở quê bố mẹ giáng nhờ hàng xóm. Nhiều khi cả ngày từ sáng đến trưa không thấy bố mẹ mở cửa ra, phải bắt hàng xóm sang nhờ, bảo chị ơi chị gõ cửa xem bố mẹ em đi đâu hay làm gì mà tại sao không thấy mở cửa, phải nhờ hàng xóm chứ. Thế chả nhẽ bây giờ mỗi một lần như thế lại chạy từ Hà Nội về để chỉ để mở cửa bố mẹ ra để xem bố mẹ có làm sao không à, đúng không? Cho nên là nói thật với sự mọi người, nhiều khi là buồn, buồn, buồn. Có mỗi cái việc đấy thôi. Bây giờ lên chửi hết ở Facebook rồi, bây giờ sang đây chửi tiếp bên TikTok. Cứ thấy tôi lên là ai là chửi, là bảo là đi làm màu không lo cho bố mẹ. Tại vì thấy mấy ngày hôm nay mình cũng đi làm nhiều, cũng chở hàng đi chỗ lọ chỗ kia, cũng vào chỗ lọ chỗ kia, thì bảo đi làm màu không lo cho bố mẹ. Thế bây giờ chẳng hạn tôi đưa tiền cho bố mẹ chồng thì cũng phải bảo là cũng phải like lên trên mạng ở đây nhá, bố mẹ bị lũ lụt đây, em đưa cho bố mẹ gần này tiền à, thế em thôi các chị có cần phải nói như thế không, hoặc là gọi điện cho mẹ là mẹ ơi mẹ có làm sao không, thì bật live stream lên là bà ơi thế thì lũ lụt thế thì bà có làm sao không, thì mọi người như thế mới là tốt à. Người ta là con, người ta sẽ phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ, hiểu chưa? Bởi vì sao, người ta bảo máu chảy đến đâu thì ruồi bâu đến đấy. Các ông các bà, người lạ không có bà tốt đến đâu thì không thể bằng con người ta được. Người ta sẽ phải thương bố mẹ người ta. Chẳng qua là bây giờ lửa đêm lũ nó về đột xuất thì mọi người được ở đấy hàng xóm láng giềng hỗ trợ là mừng lắm rồi, là cảm ơn tất cả mọi người rồi. Mọi người cứ phải lên chửi làm gì, ai chẳng thương bố thương mẹ, đúng không? Ai chẳng thương bố thương mẹ. Bố mẹ mình không thương thì thương ai? Khổ ghê cơ. Cô chuyển nhà mới rồi, em chẳng lo. Bởi vì sao? Vũ Lê sẽ lo hết. Vũ Lê sẽ lo hết. Em không phải lo gì cả nhá. Em ở Hà Nam, cú sóc đang ngủ. Thế bây giờ tôi hỏi các bà là nó lút lội nó về đêm như thế, mẹ mày lửa đêm nó đổ về như thế, thì phải nhờ hàng xóm láng giềng. Sống ở đâu chẳng là thế à mọi người, đúng không? Mình sống mình phải nhờ đến hàng xóm láng giềng thôi. Bây giờ cứ quay ra trách thôi, người ta trách là bố mẹ thì không lo, đi lo ở đâu ấy. Mỗi người một cách lo. Mọi người hiểu không? Mỗi người một cách lo. Mỗi người một cách để tạo tình thương, chứ không cần phải ấy. Lo thì bây giờ ra rồi, an toàn rồi thì là yên tâm rồi, thì mình phải đi lo việc khác. Vì sao? Mình có điều kiện thì mình lo cho nhiều người. Thế bây giờ mà ví dụ như mà bây giờ lúc đấy mà chỉ có chăm chăm mà ngồi ở đấy mà lo thôi, thì lại bảo là đấy mẹ mày bọn này á, nó nhiều tiền đấy nhưng mà nó có lo, nó có mang đồng nào nó đi cho ai bao giờ đâu, thì lại cũng bị chửi. Tôi nói thật là không biết thế nào mà chiều luôn. Đúng không mọi người? Thì bây giờ đã ra rồi, đã gặp rồi. Kiều Trang ơi nhắn tin, gặp rồi bà bảo con ơi con cứ yên tâm, bố mẹ bình thường, được các cô các bác ở ngoài ra đỡ ra ngoài rồi, khỏe mạnh bình thường. Con đi cứ đi lo,
cứ đi lo cho các cô, các cứ đi lo đi, con cứ đi lo việc của con đi, con đi hỗ trợ đi, ai người ta con đi hỗ trợ thực phẩm đi, ở chỗ nào khó khăn thì con đi hỗ trợ đi, ở đây là mẹ ok rồi, thế là yên tâm rồi thì mình thì mới đi chứ. Thế bây giờ đi thì cứ trách, thì khổ ghê, không biết thế làm mà chiều. Còn nếu như lúc đấy mà đi mà cứ chăm chăm đứng ở đấy thôi, xong ra xong cứ chăm chăm, thế bây giờ cứ đứng ở đấy ngồi đấy thì lại bảo là đấy, mẹ mày, bọn này ấy, nó làm ăn đấy, nó có tiền đấy, nhưng mà đến lúc mà bão lũ như này này là nó chả lo gì đâu, nó ngồi im đấy, thế là lại bị chửi, không biết đâu mà trà chiều luôn, làm cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi, thật sự luôn. Giờ này khổ quá. Có nhá, chị Hoài An ơi, chị nhắn tin cho em nhá. Khổ. Tôi thấy là năm nay ông Phú cũng là tuổi Thân, tôi tuổi Tý, ông Phú là tuổi Thân, là năm nay là toàn hạn thị phi thôi mọi người ạ. Ngồi nhà cũng bị chửi, hạn thị phi ấy mọi người, ngồi nhà cũng bị chửi đấy, không làm gì cũng bị chửi, khổ lắm, không biết phải làm như nào luôn. Thôi kệ đi. Nhìn thằng Phú khổ, thằng Phú nó quá khổ luôn. Tuyết Linh ok, làng xóm nó chửi cho, vâng. Đấy thì bây giờ biết nào được. Thế theo các anh các chị cho em lời khuyên bây giờ như nào? Bây giờ nếu vừa bão lũ về đột ngột như thế, mọi người vào đón thì bảo ông bà cứ ở đấy đi. Gọi bây giờ mọi người vào đón là cứ phải gọi về bảo thế ông bà này theo con, ông bà cứ nằm im đấy, chờ con chạy từ Hà Nội lên để con đón ông bà ra. Thế thì về lên lơi lũ nó cuốn mất rồi thì lúc đấy mới vừa lòng mọi người à? Dọn bùn cho bố mẹ thì cũng không dọn được. Biết tại sao không? Thứ nhất là anh Phú con nhỏ. Mọi người biết là tôi bị bệnh tim, tôi không trông con được. Giúp việc thuê thì người ta trông ban ngày, còn mình thì phải trông ban đêm, bởi vì người ta cũng già rồi, người ta cũng có tuổi rồi. Đấy, thứ hai nữa là sao? Gọi điện về cho bà rồi, cũng nhờ bà bảo bà rồi. Và mình còn phải đi tập trung, đi hỗ trợ thêm một số chỗ nữa, bởi vì dưới này quan trọng nhất là tính mạng, không làm sao là yên tâm rồi. Còn những cái đấy có thể dọn dần, nay không dọn được thì mai dọn, ngày kia dọn. Mọi người hiểu chưa? Những cái chỗ người ta còn đang chết đói kìa, người ta còn đang không có mà ăn kìa, người ta đang cần mình kìa, thì mình đến mình hỗ trợ trước. Còn cái đấy không dọn nay thì dọn mai. Mọi người hiểu chưa? Tính mạng còn là còn tất cả. Tính mạng không còn cơ thì mới sợ. Tính mạng còn là còn tất cả, không có vấn đề gì cả nhá. Còn bây giờ phải quan trọng là như này này. Đấy, tôi đi kể cả để hôm qua đi Lào Cai đấy, 4 giờ sáng tôi vẫn phải về, vì về còn phải trông con. Việc nhà chưa xong phải lo việc thiên hạ bạn ơi. Mỗi người sinh ra có một cái trách nhiệm. Như tôi với Phú Lê sinh ra là lo việc thiên hạ bạn ạ. Nhá. Tôi với Phú Lê sinh ra là phải lo việc thiên hạ. Thế bạn không nghe thấy câu nhà tôi là việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng à? Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng à? Việc nhà có nhiều người làm rồi. Có thêm Phú Lê, không có thêm Phú Lê nó cũng vẫn thế thôi. Nó cũng vẫn chỉ là quét cái bùn với cả đẩy cái rác ra ngoài thôi. Hiểu chưa? Cho nên là nhà tôi là đấy, Phú là sinh ra là đúng người là việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Nhà thì không quét, đi quét nhà cho hàng xóm này kìa. Khổ ghê cơ. Ok chị Thanh Thúy nha. Sóc đâu rồi chị? Sóc đi ngủ rồi đấy chị. Không, không hỗ trợ được. Còn phải trông con. Còn phải trông con. Còn phải trông con mọi người ạ. Trông con rồi đi hỗ trợ những chỗ khác. Về nhà mới rồi. Về nhà mới rồi. Xong lại còn dọn nhà nữa chứ. Dọn nhà này này. Dọn cật lực, dọn đến cả vỡ cả đùi ra đây. Ok chị Hoa Toàn nhá. Bình Lục ở... Em Bình Lục luôn. Nhà chị không thuê giúp việc. Giữ trẻ có. Có bà trông cháu. Có bà trông cháu. Bà tập trung trông mỗi một mình thằng này thôi. Bà chỉ có ăn mới trông thằng này thôi. Thằng này nhà chị nó nghịch lắm. Nhưng mà bây giờ bà là bà trông từ sáng cho đến tối. Đêm thì mình phải trông đỡ bà. Chứ bây giờ người ta già rồi, mình cứ vất con cho mình của mình, cho người ta từ sáng hôm nay đến sáng ngày hôm sau, người ta mệt, trông một ngày hai ngày, trông mãi người ta trông làm sao được. Cho nên là phải
Tôi trông đỡ Lê Phú Lê đêm là phải trông đỡ cho bà. Mẹ Phú Lê với cả mẹ mình thì đều là có tuổi rồi. Bây giờ hai bà là phải trông hai ông. Tại vì sao? Hai ông là có tuổi rồi, ông bà phải nhà có nấu cơm cho nhau chứ. Bây giờ bắt ông bà tách nhau ra để đi xuống đây trông cháu thì có mà chết à? Cái lúc ông mà ốm đau đấy ai trông? Đúng không? Cho nên là sao? Bà là phải nhà trông ông. Còn ở đây ấy, đi từ thiện sao không giúp bố mẹ Phú Lê vậy? Đấy, khổ ghê cơ. Đau đầu quá. Cho nên là tối thì là Phú Lê sẽ phải trông con. Ngày người ta trông ngày, bố tối phải trông con. Ôi em có nghĩ gì đâu chị. Em chả nghĩ gì cả. Đấy, cho nên là phải ở nhà trông con mọi người ạ. Thuê người đấy chị, thuê bà ban ngày đây. Thuê bà ban ngày. Tức là thuê bà là bà trông cả ngày. Nhưng mà nếu mà để bà trông cả đêm nó bị mệt quá. Mọi người ơi, ok chị Tuyết Linh, bà bị nghẹt mệt quá. Bà bị mệt quá thì là ban ngày bà trông, bà đánh vật với thằng này rồi. Đấy, ban ngày là phải đánh vật với thằng này rồi thì tối phải trông đỡ cho bà. Mọi người hiểu không? Tối phải trông đỡ cho bà, xong rồi ngày bà lại trông. Đấy, mệt lắm. Thế nên là bây giờ để bà trông cả ngày cả đêm cật lực, bởi vì thằng này nó ăn sữa ngoài. Thằng này nó ăn sữa ngoài mà mọi người. Đấy, cho nên là phải trông, phải đêm phải tỉnh mấy tăng để cho nó ăn. Đây là Phú Lê phải trông đêm, còn ngày bà trông. Đấy, khổ vậy đấy. Sao trên mạng nó bảo anh chị bán nhà rồi? Anh chị bán nhà thật, nhà này là nhà khác. Thuê em về trông bé, thuê em trông chị và bé. Ôi dồi ôi, thế thì chị mà lại thuê người trông nữa thì chị lấy tiền đâu mà trả lương? Con dâu nghĩ vậy là tốt đó. Cảm ơn chị Lê gái nha. Thôi thì mình cũng sống đúng như ý của mình mong muốn thôi. Bây giờ biết làm sao để vừa lòng mọi người đấy. Thế em cũng mệt mỏi. Thật sự là mệt mỏi. Bao nhiêu năm bão lũ ngày trước đi, mẹ mày đéo về dọn nhà ngày nào thì đéo bị chửi. Mẹ mày năm nay ông Phú ông ấy sống ở đấy. Mẹ mày năm nay là cái năm gọi là thứ N rồi. Ngày xưa nhặt lá đá ông bơ. Ông ấy đi biệt tăng ký cố. Có đéo bao giờ về dọn nhà bao giờ đâu. Nói thật, ngày xưa nhặt lá đá ông bơ. Mẹ mày nghẹo. Bao nhiêu năm giờ đi ở ngoài xã hội cái kìa. Mẹ mày 5 năm mới về nhà một lần. Bố mẹ cũng không được cái kẹo. Bởi vì sao? Lúc đấy lúc nào cũng trong tình trạng đang trốn thì chả ai trách móc gì. Chẳng ai bảo là thằng Phú thì không bao giờ về dọn đỡ nhà cho bố mẹ. Cũng chẳng ai nói gì. Năm nay bão lũ một tí thì bây giờ là về, mọi người đưa ông bà Phương Khay ra rồi. Mình thì chở một xe hàng về đấy rồi, hỗ trợ rồi, vẫn bị chửi. Ngày xưa chả đi biệt tâm ký cố 5 năm mới về một lần. Nói nhăn cả răng ra, năm nào bão lũ đến đầu gối đến bụng ấy. Chả thấy ai chửi câu nào, chẳng thấy đứa nào trách thằng Phú là không đi về dọn nhà cho ông Phương bà Khay à. Mẹ mày năm nay thì nó vừa con nhỏ, nó vừa đi làm từ thiện, nó vừa dọn nhà mới đấy, vừa dọn nhà mới được 2 hôm thôi. Vì dọn phải dọn lấy ngày, mọi người đi vào nhà mới thì mọi người biết rồi. Phải dọn vào nhà mới lấy ngày, dọn thật cả hàng ra. Thì bây giờ lại bảo là đấy, không về dọn nhà cho bố mẹ à. Rồi bố mẹ bị lụt lội không về đưa ra à, mất dạy, lo việc thiên hạ không lo việc nhà. Có những người thiên chức người ta sinh ra là phải đi lo việc thiên hạ. Ví dụ như Phú Lê bây giờ là phải đi lo được, đỡ được việc thiên hạ được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Chứ mà tập trung lo việc nhà là bị thiên hạ người ta chửi cho. Em ơi sao cứ gọi tên bố mẹ chồng em vậy? Em quen rồi chị ạ. Em quen rồi. Ồ, nhức hết cả đầu. Mấy ngày hôm nay thật sự nhức đầu. Em thật với chị đấy. Ok chị Thảo, nhưng mấy ngày hôm nay là nhức đầu. Quá là mệt mỏi. Bao nhiêu năm mày đi nhặt lá đá bơ.
Chả thấy thằng nào trách là mày lũ lụt như này mày không về mày dọn nhà cho bố mẹ à mày à. Thì bây giờ không về dọn thì lên chửi. Bây giờ không về dọn thì lên chửi. Nhưng mọi người có biết là nó không dọn nhưng nó phải làm những cái việc gì đâu. Giang Hương ơi chị, lại bảo là lo việc thiên hạ, bây giờ là không về lo việc, không về quét nhà cho ông Vương Bà Khay, mang hàng đi từ thiện những chỗ khác thì chửi là mẹ mày, mày không lo việc nhà mày đi, mày đi lo việc thiên hạ. Tôi hỏi các bà bây giờ, em đi tu, em đi tu mẹ ai xong. Em là các chị. Ok chị Giang Hương. Mệt chị ạ, quá mệt mỏi. Trước đây thì đi nhặt lá đá ông bơ đấy, năm nào mà chả lụt, có năm thì đến bụng. Nhà lúc đấy thấp, đã xây nhà đâu, chả thấy ai chửi cả. Chẳng thấy bảo là thằng Phú ấy không bao giờ về dọn nhà, không bao giờ về đỡ mẹ lúc lụt lội, chả thấy ai nói gì. Đến bây giờ thì chửi, chửi xong rồi lại bảo là việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Tức là mày đi hỗ trợ người khác, mày đi từ thiện ở chỗ khác thì mày không về mày dọn nhà cho bố mẹ mày đi. Rồi mày không về mày lo cho gia đình nhà mày đi, mày cứ đi lo cho chỗ khác. Tôi đã nói rồi, có những người người ta sinh ra người ta đã phải đi đi lo những cái việc ối rồi ôi như thế đấy. Có những người sinh ra là phải đi lo những cái việc ối rồi ôi đấy. Đi lo việc thiên hạ ấy. Bởi vì không đi lo việc thiên hạ là cứ bị chửi ấy. Em cảm ơn anh chị em đã nhận được tiền hỗ trợ hôm qua tại Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cảm ơn bạn Tôm Tép nhá. Cứ thấy chị gọi thẳng tên bố mẹ chồng, chị toàn gọi thế thôi. Bố mẹ chị gọi là ông Thanh với bà Lan. Gọi ông Phương bà Khay cho nó quen đi. Nó quen rồi. Chị ơi, cái gì vụ điều hòa hư? Chị nhớ vụ điều hòa hư không? Tao làm gì có vụ điều hòa hư, là mày nói thế tao chả nhớ được cái vụ nào. Bố mẹ mình không lo thì lo được cho ai? Em nói với anh nghe như này này, anh nói như thế thì cũng đúng. Thí dụ như mình để bố mẹ mình đói rét khổ, không có cái ăn, không có cái mặc, đói rét ốm đau không đi chữa bệnh thì đấy mới là gọi là không lo được. Thế còn bây giờ em nói với anh là lũ bão lũ này, nó mấy tỉnh bị bão lũ, không phải riêng gì nhà mình, cả cái tỉnh Yên Bái người ta bị bão lũ chứ không phải riêng gì nhà mình, anh hiểu không? Thì bây giờ nhà mình lúc đấy là còn người là còn của rồi, nhà người ta còn mất hết cả người cái kia, mất cả nhà mất cả người, mình còn người là còn của rồi. Cái bùn cái đất ở nhà đấy thì có thể dọn, không dọn nay hết thì dọn mai. Nhưng những cái người người ta không có ăn, người ta đói, người ta rét, người ta khổ, người ta không có ăn đi kìa, thì mình phải đi hỗ trợ những cái người đấy. Anh hiểu không? Chứ còn nếu như anh nói thì cũng đúng. Ví dụ như là để bố, để mẹ đói rét, khổ sở, không nuôi, không lo lắng, không bố mẹ, không chữa bệnh thì đấy mới là vô trách nhiệm. Cái việc cái bọn em làm hết rồi. Thế còn bây giờ những cái ngày mà nó bão lũ như thế này thì hàng xóm láng giềng người ta cũng hỗ trợ vào rồi. Hàng xóm láng giềng người ta cũng hỗ trợ vào rồi. Thì Phú Lê với cả em đi hỗ trợ những cái chỗ người ta khổ hơn, người ta xa hơn, người ta cần mình hơn, người ta đói rét hơn, người ta không có cái để ăn thì mình đến đấy cầm mình hỗ trợ cho người ta. Đây này, từ sáng đến giờ đây này, tôi thề các bà từ sáng giờ ngồi nhà đây này, có một cái bác ở trong gọi là cái xã gì đó, cứ Kiều ơi bao giờ có gạo thì mang lên đây cho anh với, ở trong này anh đói quá, mà thật sự ra em ốm em chưa đi được. Thì em hỏi các anh các chị là ở đâu gần hơn, quan trọng hơn. Còn đây còn người là còn của rồi, đồ ăn có rồi, nước rút rồi, bùn đất thì dọn lúc nào chẳng được. Ok chị Giang Hương nhá. Khổ lắm. Cứ vào bọn nó toxic không các bạn. Nói phét ít thôi. Lên mạng không nói phét thì ai người ta nghe hả ông? Mẹ xã hội thì, cái xã hội này nó buồn cười lắm cơ.
Mình nói thật là nhiều khi nó không thích, nó lại cứ thích mình là phải là nói phét lên này. Ví dụ như là chẳng hạn như có 10 triệu là phải nói có 100 triệu này. Đấy, có 100 triệu thì phải nói thành có 1 tỷ này. Có 1 tỷ phải nói thành 10 tỷ cơ. Chứ bây giờ nói thật người ta lại không thích. Lên mạng nó thế mà. Người vận chuyển có nhá. Có.